Xin chào các bạn, hôm nay vẽ động vật sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một loài động vật vô cùng đáng yêu và tinh nghịch, đó chính là loài cá heo. Cá heo là loài động vật có vú sinh sống ở dưới nước, chúng có kích thước và trọng lượng. Ok các bạn, video hướng dẫn ngày hôm nay của mình sẽ rất đơn giản. Thực tế mình vẽ cái bức tranh này thì cũng chỉ mất khoảng tầm 17 phút thôi. Các bạn hãy cố gắng theo dõi hết video để có thể vẽ được con cá heo.
Giờ chúng ta sẽ dùng cục tẩy sét để chúng ta vẽ thêm một số phần sáng ở trên con vật đó.